Đen Vâu trong mắt các đồng nghiệp là thần tượng của thần tượng đều có lý do. Tại đêm trao giải làn sóng xanh, rapper Đen Vâu được Hiếu thứ hai, Tăng Duy Tấn nhắc đến đầy trân trọng khi phát biểu nhận giải. Sau đó, nam rapper tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với tâm thư gửi đàn em. Trong bài phát biểu tại lễ trao giải làn sóng xanh 2023, Tăng Duy Tấn tiết lộ trong danh sách đề cử có một người là thần tượng của mình. Tôi muốn cảm ơn anh Đen Vâu, người nghệ sĩ đầu tiên truyền động lực cho tôi. Năm 2018, tôi bắt đầu sáng tác và có gửi cho anh Đen nghe thử một demo. Khi đó, anh Đen công nhận tôi viết nhạc hay và nhờ lời khen đó, tôi đã không ngừng cố gắng và trở thành một Tăng Duy Tấn như bây giờ, tác giả Hết Cắt Đôi Nỗi Sầu chia sẻ. Sau đó, Tăng Duy Tấn gây bất ngờ khi flex tin nhắn của thần tượng Đen Vâu lên mạng xã hội. Chủ nhân hết trốn tìm khẳng định Tăng Duy Tấn không cần phải ngại vì anh là người có tài năng và xứng đáng được nhận giải. Anh muốn thấy em và bạn cùng lứa em sẽ trái mạnh mẽ hơn. Thị trường âm nhạc sẽ là của em và của các bạn, lao động tích cực nhé. Cảm ơn vì đã dành lời cảm ơn cho anh, Đen Vâu nhắn nhủ đàn em. Không chỉ có Tăng Duy Tấn, nhiều nghệ sĩ trẻ khác cũng tranh thủ thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Đen Vâu tại làn sóng xanh 2023. Pialin cảm ơn Đen Vâu vì cho cô cơ hội tham gia dự án Nấu Ăn Cho Em. Có lẽ em là một đồng âm may mắn vì được đồng hành cùng người em đã hâm mộ từ rất lâu, Pialin thổ lộ. Hiếu thứ hai trong khi phát biểu cũng thừa nhận, tôi vừa thấy anh Đen. Tôi là một fan của anh Đen và xin cảm ơn anh Đen vì những gì anh đã làm. Ngoài ra, trong lúc các nghệ sĩ cùng lên sân khấu, Jenny Vanser cũng gây chú ý khi bước đến, lễ phép bắt tay và trò chuyện cùng Đen Vâu.